Bây giờ ha, mẹ có hai cái sơ đồ. Sơ đồ là gì? Giờ con đọc thử cái cách của con đọc trong lớp, vậy cô dạy con đánh vần với cái cách mẹ chỉ con đọc vần xong rồi đọc âm, thử coi cái đọc như thế nào nó nhanh nè. Đây, con không muốn đọc cái nào trước? Cái này chứ. À, giờ con cứ cứ đọc thầm thầm rồi con phát lên, đọc trơn luôn cho mẹ nha. Cái từ đó là từ gì ha? Hai cách nào con thấy nhanh hơn thì mình sẽ sử dụng nha. Thì đọc trơn không có đánh vần lớn tiếng. Rồi bắt đầu. Rồi, bài này trước mẹ bắt đầu, mẹ bấm giờ. Bấm giờ. Rồi, hai ba. Cánh. Trước tiên là con xác định cho mẹ cái vần trong đây là vần gì. Anh, rồi, này. Giờ con đọc theo ý của con nha. Con đọc sao con đọc hồi con phát ra cho mẹ nhìn. Chanh. Chanh. À. Dấu huyền, dấu huyền. Yên. Hờ. Hiền. Hiền gì? Hiền. Hiền lành. Bánh. Kiều. Ưng. À, ưng. Chưng. Gì vậy? Gì vậy mẹ? Hẹn giờ kết thúc. Rồi đọc tiếp đi, đọc tiếp đi. 1 phút rồi. Cánh. Dấu huyền. Cành. Chanh. Một phút rồi. Rồi giờ mình bắt đầu qua bên đây ha. Vần này là vần gì? Ngờ anh. An ngày an. An 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 an. Rồi con sẽ đọc âm đầu rồi đọc cái âm vần. Ví dụ như an bàn. À, bờ an bàn quyền bàn 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 rồi, nhưng mà con không có đánh vần lớn tiếng mà con chỉ có thể thầm rồi con đọc trơn cho mẹ thôi. Mẹ không yêu cầu con đánh vần. Rồi đọc lại vần này. An bàn. Cái này đi. Thôi cái này đi. Cái này. Hải. Hải cảng. À, hải cảng. Giờ mẹ không yêu cầu con đọc an rồi, an cần cái hải cảng rồi. Biết phần này bằng an rồi. Cờ an. Cang hải cảng. À, rồi. Rồi tiếp tục. Giờ mẹ chỉ vô phần nào, từ nào có phần an thôi nha. Sáng. Sáng sáng sáng. Bờ an bàn bàn bàn. Giờ an lan lan lan. An. Bàn. Cả. Cờ an. Càng ở cảng 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 sáng bàn làng. Rồi giờ mình mới đọc từ ghép nè. An bàn. Từ này từ gì? Bàn. Bàn có trong từ cờ cẩy có dấu hỏi đâu, ơi ai thôi mà. Cờ ai vậy rồi là gì? Cái dấu ớ gì tùm lum cờ ai. Cờ
cây. Rồi con thấy chữ bàn là con biết nó có trong từ cây bàn rồi đúng không? Cây bàn là gì? Cây bàn là cái cây, cái cây nó tên là cây bàn. Trời. À, đây là cái gì nè? Vần này vần gì? Lan. Cái gì? Lan. Lan có trong từ gì? Từ khó đọc gì? Bờ u u nè. U bông buông. Ừ. Làng buông. Buông làng. Buông làng. Ừ, từ làng có trong buông làng ha. Từ này từ gì nè? Con giờ con đọc phần này đi. An. Sáng. Sáng có trong từ buổi sáng. Đúng rồi. An. Cảng. Cảng có trong từ cái cảng. Hả? Hải cảng. Hải cảng đúng rồi. Hải cảng là gì trời? Hải cảng là nơi cái bến ở đó có thuyền bè đậu ở đó gọi là hải cảng. Sao vậy? Ừ? Tại sao lại gọi là hải cảng, sao không gọi là hải sản? Hải là biển. Hải là biển. Sao không gọi là hải sản? Sản là đặc sản, là còn hải cảng là nơi cái bến cảng ha. Còn hải là biển thì hải cảng là cái bến mà ở biển, ở đó là thuyền bè họ đậu ở đó là hải cảng. Ừ. Thuyền bè neo đậu ở cái cảng biển đó là hải cảng. Rồi giờ mình ở bên này đã chỉ cái từ nào có vần anh thôi nha, con liên tưởng tới từ khác nha. Anh danh. Anh cánh. Cánh. Ừ. Anh cành. Chanh. Cành chanh. Anh viết khó đọc cho bởi vậy. Bánh. Ừ, bánh. Ăn. Lần. Ăn. Lần. Ăn. Bờ ăn. Bánh, sức bánh, bánh. Ừ. Ăn. Chanh. Cành. Ăn. Chanh. Cành. Chanh. Ăn. Cắm. Cắm. Ừ. Rồi từ này. Ăn. Lành. À, lành có trong từ con nghe từ lành nó liên tưởng tới gì? Hiền. Gì? Hiền. À. Lành hiền. Hiền lành chứ ai nói hiền lành hiền đâu. Hiền lành. Nó nói hiền lành chứ đâu ai nói lành hiền. Đúng không? Từ này đọc là hiền lành. Mình phần này phần gì? Ăn. Bánh. Bánh này bánh gì? Có nhiều loại bánh này. Bánh này bánh gì? Ừ. Chân chân. Bánh chân. À, bánh chân. Bánh hình cái chân. Ừ. Rồi. Vậy là biết được cái phần phần này phần gì nè? À, phần ăn. Phần ăn. Ừ. Bình an có trong từ gì cho con nói mẹ nghe. Bàn. À, bàn. Bàn. Làng. Bàn ghế. Bàn ghế là bình an rồi. Bình an có trong từ gì? Cây bàn. Rồi, từ an có trong từ gì nữa? An rồi.
làng làng rồi An có động từ gì nữa? Cảng cảng rồi An có động từ gì nữa? Còn An có động từ gì nữa? Bán hả? Bán gì? Bán mấy sức bán bán mua bán hả? À. Mua bán là vần An chứ về vần An đâu. Bờ An ban sách bán hàng chứ không phải là bán hàng. Bán bờ An ban sách bán là bán súng à. Cái bán súng ngay chỗ cái đế. Ừ vậy mày sự bán súng như đi. An có trong từ sáng đúng không? Sợ ăn sáng sáng nè, buổi sáng nè. Có trong từ làng, buôn làng nè. Con vẽ, con muốn nhớ thì con vẽ cái hình vô đây. Buổi sáng con vẽ hình mặt trời vô đúng không? Thì nó sẽ ra được là hình buổi sáng đó con vẽ vô thôi. Đây nè, vâng, nè, buổi sáng nè. Buổi sáng. Mặt trời hả? À, cây bàn con biết vẽ cây không? Hải cảng. Vậy là quý mến. Ừ. Rồi thôi ngay cái này được rồi, mai đi học. Bye.